Trên canh mắt nhiều lấy khối chứ ông nội đi lại bơi bơi nó chích mai đi. Khỏi là luôn nội lấy đồng nghề đi biết là mong rằng được có trúng ngay cái đỉnh của cái ổ. Chú không biết con nó ra sao. Sao chụp được ông chúa là lấy dám bắt không bắt được gì đâu trời đó dưới bắt hoài về đâu rồi đi quê á để dưới quê nuôi hả mà đó nuôi thời gian bỏ nó không đi hết à mấy vợ mà không thèm nuôi ông đúng không bỏ ông luôn hả bỏ ông chưa mất dạy mà ông nhà ông qua làm mai mối cuối cùng cái có vợ cái bỏ ông giống như bắt hai rồi nhà khó gì nó đeo qua cây dừa bên kia kìa gốc cây dừa bên kia nó cũng ở mấy trụ điện mấy tụi nó bắt ông chú quả gì sao bắt được lấy nhà nhét lỗ rồi thổi khối vô nó bắt rồi bởi vì mấy cái trụ gì hết à, hết rồi
bay lên. Ta đang tập trung đừng kêu. Gì? Ở đâu? Nó ngồi đó mà, đây, nó thấy cái lóc đây luôn. Dốc sậu. Dính mình ba con phải không? Ba con cá chào rồi mới lớn thôi. Xử đi con ơi. Thật mù luôn. Cần thêm khối để ta cắt qua cái lỗ luôn. Từ ngay mép coi kéo sao rồi cho nó chịu mà cuối đù quá vô cái tật có một tàn một hai một hả này để chút đậy lên để nuôi tiếp mới đóng quậy chết bảy rồi rớt cái tàn lên xuống đâu cắt lên xong rớt cái tàn ở để nhẹ nhẹ xuống đi để cho nằm cái ập này xuống cho chút ập lại sao lấy khói được cắt ngay cái tàn luôn thấy không cắt ngay cái tàn mà trên trên đây nhiệt còn luôn họ ập xuống đây ập cho ngọng nước lên không chữa cho lợi cho nó mặt nằm dưới cái kiếm con ông chúa hả nằm đâu đây không có anh để cái cục nó xuống đi buông cái tay ra buông tay dìm cái cục nó xuống đi dìm cái cục nó xuống đi. Bị con này bị thương không ta? Có, thấy. Đồng này không có khó mà ngoài đây khó dữ rồi. Chúa chắc còn nằm trong đó. Chúa nó bay đi là bánh kia rút đi theo phải không? Đúng rồi. Ờ kìa. Đâu đâu? Chắc chơi chúng nó mới ăn này nè. Nó còn nằm dưới á. Vậy? Cái gì? Không coi. Cái này mới đóng. Thấy lửa không? Thấy khói. Bấm ngắt tư vô. Khói rồi. Nó cọc rồi. Kỳ lắm á. Vậy mà nói hồi đó chuyên nghiệp rồi. Nó mới có bông. Thôi đi. Ổ này nhỏ quá. Thôi nắp cái coi. Mấy con. Hai báo không. Ba báo không. Lấy đây nha, lấy nha. Em khui nắp luôn coi sao. Rồi, cắt được mấy tạng nữa. Cắt ngang đó mà hỏi sao nó rớt. Tạng không. Không có mật mẹ gì hết. Chết. Bảy. Hãy để lại.
không. Cái này dễ lỡ luôn. Cái này rất là lẫm với nó. Nuôi nhà. Và biết nuôi nhà. Sao không có khói gì hết rồi thôi. Thì nó gãy ngang nó để nằm trên đây. Không có để được. Cầm cầm cái. Để đại trên kia coi cái vuông. Để đại trên kia. Đừng có vũ vớt à, để nằm cho nó đi. Mẹ có khói. Chết rồi. Nó làm cửa vô cửa ra hả? Ôm. Lá tươi quấn lại. Vui cho nó nằm chổng lên trên trời luôn đi. Ồ, nó có mặt trời. Ôi, cắt ngay cái ổ ấy luôn. À, ông chúa đó. Chúa bay kìa. Chúa đâu? Tết là vui vui nắp luôn để nằm trên. Bất ổn vậy nó chuyên nghiệp mười mấy năm tại coi chừng hiếp mấy con kia sao canh cho nó hở ra cái bài kia là khó. Nãy giờ tính có bệnh lặt tiệm con ông chúa nè nằm dưới á. Có cái cục gì để bên kia kê xuống không? Dạ, mò nang kìa. Đứt mò nang vô chúng rút mò nang ra. Đây đúng không? Ừ, cho nó mới cấn hàng mấy thằng kia. Bị thương nãy giờ cũng khá là nhiều. À. Đây đúng không? Anh để gì luôn? Để gì luôn đi cho nó để người ta giúp dễ hả? Nghe nó vô nó ở lại. Nào nó ấy rồi giúp ra bích ra. Thất bại à. Thất bại rồi em ơi. Tàn. Trời ơi, ngon lành chứ. Tàn ông. Mấy cái đổ nha bà. Chị bảo là nó hết xài rồi nha. Thôi rút đi, rút đi. Gom đồ vô đi. Đi vô đi mấy đứa. Chị vô, chị vô. Chị vô.